Hi, hello, xin chào mọi người. Hoàng Lan cảm thấy rất là vui khi được gặp lại mọi người trên kênh của Hoàng Lan. Mọi người ơi, hôm nay nè, Hoàng Lan muốn làm cái clip này để mời mọi người xem cái thành quả của Hoàng Lan trong thời gian qua. Mình có một cái vườn dâu mini á mọi người, vườn dâu Đà Lạt. Thì hôm nay mời mọi người ra vườn xem cái thành quả của Hoàng Lan đã đạt như thế nào. Đi ra vườn mình ngắm cái vườn dâu mini của Hoàng Lan. Đây là cái vườn dâu mini của Hoàng Lan, nó sắp sập rồi. Mấy hôm trước á, mình cứ nghĩ là dâu này là ăn lá không à, mà cũng mừng thay là nó có trái nè, có bông rồi. Chứ khách mà lại uống cà phê á thì người ta nói dâu của Hoàng Lan giống như là dâu trồng để ăn lá chứ không có trái. Thật sự nó có trái rồi, mặc dù trái nó không có nhiều nhưng mà mình hài lòng với cái rất là mừng vui vì nó có trái rồi nè, nó không có nhiều, cũng ít trái thôi đó. Có một cái trái tí xíu, tí xíu. Cái này không biết là mình đụng trúng hư cái gì không biết, giờ nó còn một trái à. Chứ này nó nguyên một chùm nè. Thời gian vừa rồi thì lúc trước thì Hoàng Lan cũng có làm đó, mình đi công chuyện tùm lum tà la rồi đi làm cỏ đồ mướn nữa mọi người, vì cũng không có thời gian để làm nhiều clip, nó thiếu sót nhiều quá mọi người ơi. Mọi người mến Hoàng Lan thì mọi người cũng thông cảm, cũng rất mong mọi người ủng hộ cho cái kênh YouTube Hoàng Lan BB Vlog được phát triển thêm để cho con đường thiện nguyện á nó được đi hoài á mọi người. Hoàng Lan thì làm YouTube á, chủ yếu là mình kiếm tiền trên kênh YouTube để mình đi làm thiện nguyện. Thì sắp tới này nè, Hoàng Lan cũng muốn là đi hỗ trợ ở ngoài miền Trung á mọi người. Mà kinh phí thì nó cũng hiện tại Hoàng Lan cũng chưa có đủ kinh phí để đi, nhưng mà cũng sẽ gán, cũng sẽ đi ra đó giúp đỡ cho bà con có cái hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung. Ở bên đây cũng mời mọi người qua đây mình ngắm thêm cái bên đây nữa, bên đây cũng còn có trái nữa nè. Nói chung cái này cũng một trăm mấy chục cái chậu dâu á mọi người, nhưng mà nó chỉ đạt được vài cái là nó có hoa có trái. Còn mấy cái này mình nghĩ chắc nó chưa có đủ sức á, thiếu cái sự chăm sóc cho mấy cây này vì nó không có phát triển tốt nè. Đang coi cái chậu nào thì cũng lâu rồi không đầy, lâu rồi không có ra đây cho nên là mình không có nhớ là cái chậu nào đó. Đây là mình cũng được một chùm trái nữa nè, nó đang có hoa. Mà cái này do Hoàng Lan không có biết chăm sóc á cho nên là nó không có đậu trái đều luôn á, cũng rất là tiếc luôn. Mọi người ơi, để Hoàng Lan chia sẻ gì một tí xíu nữa nha. Hoàng Lan rất mong là mọi người đăng ký nè, cho like. Nếu có thể thì mình chia sẻ giúp Hoàng Lan BB để cho cái kênh YouTube nó phát triển hơn. Cũng rất mong là cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho Hoàng Lan BB. Nhớ đăng ký nè, bấm chuông để nhận được những video mà mới nhất của Hoàng Lan á mọi người.
Còn bây giờ Hoàng Lan xin khép video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú và anh chị và các bạn trên kênh của Hoàng Lan TV những video tiếp theo.